Hello anh Thư Quang. Hello Bì Mai. Anh nghe rõ không? Nghe rồi. Tại vì em ngồi ở ngoài này cho nên cái ánh sáng nó sáng quá, cái nó bị quá hả? Nó bị chói. Nó lóa, nó nhòe, nó ở với nhà nó hơi bị mờ đó. Hello, chào mọi người. Vậy, trời nắng đẹp quá cho nên em ngồi ngoài sân. Chào anh Lương Bắc nha. Nãy thử tua tua cái clip qua chuyện này đơn giản hơn được rồi. Gia đình đi cho qua hả? Cho qua mà về tới Việt Nam á phải không? Ừ, cho qua thời đoạn sau thôi. Ừ đúng rồi, chứ khúc đầu này nãy giờ em thấy cũng chả có khỉ gì. Tình cảnh này mấy anh em Việt Kiều bệnh cũng nôn dữ rồi. Nôn chứ. Mình thấy ai đi Việt Nam cũng nôn, không biết là mùa nào, mùa Tết, mùa thường, mùa gì cũng nôn, là tại mình kẹt mình đi cũng được thôi, nôn không nôn. Nôn dữ lắm anh. Em đừng có nói, một tháng nữa mới bay là em mấy ngày nào em cũng nôn hết chứ đã. Rồi về tới Việt Nam đi chứ ở Mỹ này có mẹ gì đâu. Nói gì, nói cái cảm giác mà mặt trên mẹ đi về với hương phải lâu ngày đó. Cảm giác phê lắm. Rồi cảm giác cái lúc mà máy bay nó nhìn nó báo là vô địa phận nước Việt Nam, mình ngồi ở trên máy bay mình nhìn xuống, mình nhìn vô cái bản đồ á, trên máy bay nó có cái màn hình á, đằng sau cái ghế nè, mình nhìn vô mình thấy cái nước Việt Nam, cái bản đồ nước Việt Nam. Ui trời ơi, quá, lúc đó nó tim gan phèo khỏi, nó đập lon xạ. Nhưng mà cái cảm giác đó với cảm giác gì giống như là mình lên lịch á, lên mà ví dụ một hai ngày nữa mình về á, thì hai cảm giác nó khác nhau rồi ra. Khác nhau lắm anh, nôn dữ lắm. Bắt đầu từ đây cho em bấm, bắt đầu từ lúc ảnh vô hải quan Việt Nam nôn ghê lắm. Quá nôn, nôn dễ sợ nôn luôn đó. Rồi cái nôn khó chịu lắm. Ví dụ nên không ăn ngày không ngủ luôn đúng không? Đúng không, cái cảm giác mà mình cảm giác là không thèm ăn không thèm ngủ luôn đúng không? Đúng rồi anh, coi như là ăn uống hả, ăn uống hay là gì đó là không quan trọng nữa. Coi như là có gì đói thì phập cái gì cũng được, không có cần ấy nữa, chỉ chờ tới ngày về thôi. Chờ tới ngày cảm giác khó chịu lắm. Cảm giác khó đầu do đầu bứt tai luôn luôn, thời gian nó qua mau đi đúng không? Rồi bắt đầu cái còn 2-3 bữa nữa, còn 2-3 bữa nữa là ra sân bay cái gì. Ôi trời ơi, nôn nao ha. Lên check, lên coi hoài chuyến bay, coi có bị cancel, có bị trục trặc gì không ha. Đúng rồi. Đó, rồi bắt đầu đem. Anh biết sao, em khoái nhất, em đi về Việt Nam mấy lần. Ở bên đây 4-5 giờ sáng. Đâu để coi, chuyến bay của em hình như 5-6 giờ gì đó. Nó bay 2-3 giờ khuya, lò mò dậy, mò ra sân bay. Lò mò dậy ra sân bay, trời ơi, khuya nó nôn lắm. Ra sân bay ngồi uống cà phê rồi bắt đầu đem hành lý vô check in đồ ha. Đem hành lý vô gửi đồ này kia hết. Mà nó nôn rồi, xong rồi ngồi uống cà phê. Tại trong sân bay nó cũng có quán cà phê đồ này kia hết. Mình ngồi mình uống cà phê, cái mình nhìn ra ngoài cửa sổ á, nhìn ra ngoài lúc máy bay đang đậu rồi á, mình cứ tưởng tượng, mình cứ ngồi mình suy nghĩ, tí nữa mình leo lên đây ngồi lại thoáng qua một cái là bắt đầu mình thấy quê hương Việt Nam rồi. Cảm giác khó tả lắm, phê lắm. Cái đó là phiêu đã. Cái cảnh này là ra khỏi sân bay tới sân nhất rồi nè, đúng không? Xuống rồi nè. Đúng rồi, anh đi ra nè, ra sân bay rồi đó. Đặt chân xuống quê hương rồi đúng không? Đặt chân xuống quê hương, trời, giác hương này nó bay bay.
cái lúc đâu cái lúc này cái lúc này thì cảm giác cũng, lúc này cảm giác thì cũng còn ok nha, nhưng mà anh biết sao không? Cái lúc mà máy bay hạ cánh xuống lúc mà máy bay hạ cánh xuống đường băng Tân Sơn Nhất gì nó vừa chạm bánh thôi, kinh làm một cái phè một cái, trời ơi lúc đó nó chạm đất rồi, tới rồi ha. Ô, bắt đầu là người ngợm là tim đập nhanh nè ha, chân tay bắt đầu bà con ha. Em nói thiệt á, trên máy bay đa số Việt Kiều nha, ví dụ như một số người khác thì em không nói hết, nhưng mà đa số những người Việt Kiều khi mà chiếc máy bay mà nó đáp xuống nó hạ cánh một cái là em dòm sơ qua một cái tất cả các gương mặt mấy người đó đều quay ra ngoài cửa sổ hết. Đúng rồi. Ừ. Đó là cái phản ứng rất là tự nhiên. Ừ, nhìn ra ngoài cửa sổ hết. Cái này còn đỡ, cây lã đó, anh có ông anh bà con á, là lúc mà trước ổng nôn về đến đó mà, ổng đếm từng giây với việc ra biết không, ổng đếm từng giây mà ổng đếm bằng cách, là tức là cứ một giây là ổng nhổ cộng tóc, cứ một giây là ổng nhổ cộng tóc, đó không? Rồi nhỏ tới lúc mà ổng chọc luôn á là ổng lực cái việc ra. Trong mặt. Nhổ anh nói coi chừng giống em thấy quen quen có ông anh quen quen bên Bắc Âu rồi nghe, chắc cũng nhổ hết luôn hành sao cũng về bao nhiêu lần cái con quay rất vui ra để lần cuối mà nhà nước anh nói con á bây giờ ông học luôn đầu ông học tóc rồi luôn xong đó là cái gì là bây giờ là ông đặt đầu chọc luôn đại chiến luôn sau này đừng để có nói nhổ để khỏi nôn đúng không. Rồi anh biết không, cái lúc mà đứng lên đi ra đó, bắt đầu máy bay ngừng cái kịch, mở cửa một cái ha. Cái anh captain trên máy bay anh nói là đã hạ cánh an toàn, vì hiện nay là mấy giờ tại thành phố Hồ Chí Minh ha, nhiệt độ ở ngoài bao nhiêu độ ha. Đều nghe nó mấy cái lúc đó chịu không nói. Chịu không nói, bắt đầu đi ra tôi nôn lắm. Còn đi ra ngoài này lúc này là tâm trạng rối bời, ra đây bắt đầu gặp gia đình, gặp ai cũng vui, cũng lúc này là rối bung rối beng hết rồi. Ai đang chờ xe để mà chở đồ rồi. Mấy em giờ là 1 giờ mấy rồi đó. 1 giờ thì 1 giờ rưỡi. Vui lắm. Clip này là theo mình hiểu á. Thì cái nhân vật của clip này là như thế nào mình không rõ, mà theo mình hiểu nội dung mà cái đây còn là ta chia sẻ ai mốt âm mới bài rồi đúng không? Thì cảm giác của Quang. Anh Thái Quang. Anh lên bằng cái nick này, hình như anh nói chuyện em nghe nó âm thanh không được rõ lắm á, phải không anh chị em? Anh chị em nghe cái tiếng của anh Thư Quang nghe nó cứ rè giật vậy đó. Biết Thư Quang không? Không biết anh cái hôm nay sao mà nghe cái tiếng của anh nghe không được rõ đó. Anh trai này chắc ở tỉnh ở đâu mà chơi nguyên một chiếc xe của dòng họ bà con lên được. Chắc ở xa nè. Thì chúng mình theo cái nội dung nước chia sẻ là như là ông ta về tới 10 người rồi ta. Về đông luôn phải không? Về quất nguyên cái xe rồi quá trời luôn nè. Chiếc xe được chỗ rồi. Mà anh kìa, anh bắt với Kiều Anh nói đúng rồi kìa, cái tiếng của anh nó hơi ấy á. Giờ ổn chưa? Bây giờ được rồi đó, ổn rồi đó. Đó, em mới nghe lại thấy được ổn. Đại quạt á. Dạ. Nhưng mà nó khốn nạn có một cái vậy nè, trời ơi thiệt á, lúc đi á, cái cảm giác đi á là phải tận hưởng nha, từng ly từng tí, từng giây từng phút. Tới chừng về Việt Nam rồi á, sao mà thời gian nó bay vù 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 éo, mẹ nó quay qua quay lại cái
chuẩn bị đi nữa. Còn tuần nữa về bển rồi. Ủa? Còn tuần nữa về rồi. Quay qua quay lại cái còn có 3 ngày nữa về. 2 ngày trời ơi nó rầu đứt ruột nó chán nản. Ê. Lúc đó mà kiếm tóc gắn lên lại cũng không biết lấy tóc đâu ra gắn lên lại. Chơi đầu tóc giả luôn chứ gắn đầu tóc đầu gắn. Lúc đó mà đi mua keo, tích keo gắn sắt đó Việt Nam 502 keo mà. Nó lột mẹ nó da đầu luôn. Đúng một tình cộng luôn, có thời gian đi lại. Ông này ông đi 31 năm hả? Trong cái này để 31 năm là quá lâu luôn rồi, ông đi lâu dễ sợ luôn á. Nói chung là lâu với cái thời gian mà ông chưa về á. Đúng rồi, đúng rồi. Để thử coi nghe ông nói gì không Việt Nam. Okay. Chưa nghe clip này lên. Hình như là anh nghe cái âm thanh từ trong cái máy computer, từ trong cái máy tính em âm thanh nó ra nghe rõ mà phải không? Trên live nghe rõ mà phải không? Hơi nhỏ. Hơi nhỏ. Coi coi mở maximum lên chưa vậy? Cái gì? Anh mới nói xa đét hả? Cái gì đó? Miền Tây. Chắc anh ở miền Tây. Nếu mà đạt thứ sáu là Đồng Tháp rồi. Em mở lớn mát luôn rồi. Thôi chết tôi rồi. Chạy tiếp. Ok, miền Tây, về miền Tây. Úi, xa đét. Xa đét Đồng Tháp không anh? Đồng Tháp. Anh ấy đi hút Đồng Tháp nữa là chỉ có Long Thiên với Kiên Giang thôi. Bây giờ á, ở Việt Nam mình á, hình như là đi từ thành phố về tới miền Tây, về tới Cà Mau, Rạch Giá, cái con khỉ gì đâu đâu cũng thấy là người rồi nhà cửa xây dựng đồ lên rồi cũng giống nhau hết đúng không anh Thơ Quang? Vô cái đâu cũng là như là một cái thành phố vậy, chả có khác gì, em thấy chả cũng chả có khác đâu đâu, nó phát triển đồng đều hết luôn á. Nói chung là ngày trước đi thì không mất lá phải không? Tối mai thì làng hoa Sa Đéc. Ừ. À, Sa Đéc thì có đúng rồi. Em nghe cái tên làng hoa Sa Đéc nghe đó lâu rồi, từ nào giờ chắc lớn lắm. Giờ không có Đồng Tháp rồi. Có thượng sĩ nhất không Thời Quang? Ồ má ông này ông lên ông cứ rửa công thượng sĩ nhất ông chỉ có chẳng hiểu hai người này không biết có tình nghĩa gì nhau không biết. Hai ông hẹn hò đâu ra cái lùm cái bụi nào đó báo đại cái cho rồi đi kiếm thượng sĩ nhất hoài. kết lên thượng sĩ nhất, chú thượng sĩ nhất. Hello anh Việt Nguyễn nha. Thành phố Sa Đéc đẹp không? Trời ơi đẹp nha. Qua wow. Cầu đẹp vẫn là qua nè. Vậy là cái này ở Sa Đéc rồi. Dạ, cái chỗ này là dư lắm nè, được ra nè. Tức là quyết định chỉnh lại cái màn hình tí coi nó có rõ hơn. Bắt là kho bảnh lên lên. Đây có kèo này, em muốn hỏi anh là hỏi qua chứ anh là cho cái quan điểm của anh là gì về cái bộ này như thế nào? Tại vì Việt Nam mình bây giờ rồi các địa phương luôn mới cái chuyện mà lại các địa phương ba phương vui ở mình địa phương luôn họ có một cái thành phố rồi đi trải nghiệm xuống đó không cái gì thành phố nhiều mà
Ồ, ở trên xe bà con râm thôi nhoi hết ha. Vui đúng không bà, vui mà nôn như chả vui chứ. Ừ, mà em mà về em mà về Việt Nam thì chạy cái vèo từ nhà em chạy về đường đường gì về Thủ Đức, đường Phạm Văn Đồng á, cái 15 phút cái tới cụ đó rồi. Quá wow. Từ ra từ sân bay qua về ra gần nhanh. Dạ em đi đường Phạm Văn Đồng lên cái ông già ông chở về cái sột cái tới lẹ. Tự nhiên nó có một cái vòm ngang cái màn hình khó coi. À, như nhà Dũng, nhà này phải không? Bên nữa hả? Miền Tây. Vui à? Miền Tây vui lắm. Vui, miền Tây giờ nhìn đã không? Đi đi đó, sức may ấy được rồi. Ôi trời ơi. Hầu như người miền Tây đón sân bay luôn á, hầu như là chị ví dụ có người hay người già rồi, mà hầu như trong nhà có bao nhiêu người, thậm chí là con luôn, gió đi là chạy xe đó. Nhà trọ nên tại sao nhiều khi mà có những quan cầm thấy sân bay trên nước á, có người có một phần là do rẻ hết khách rồi lót là người đi bán rồi đi, mà 31 năm như ông này về thì lạc mẹ nó biết đường đâu đi, lâu quá. Một sẽ có khổ lắm. Mấy ngày hôm nay không biết mấy chú mấy bác chống Việt Nam kêu là Việt Nam này kia nọ, đừng có nào là gửi tiền hay đừng về Việt Nam hay gì đó, mấy đại ca chống cộng này kia không biết sao chống kiểu gì mà sao năm nay về quá trời quá đất luôn. Càng chống càng chống về càng nhiều. Về quá trời anh biết, càng chống về càng nhiều anh biết. Cái gì bữa em coi trên tin tức á, mỗi một ngày từ 200, 230 cho tới 140.000 lượt người ở sân bay Tân Sơn Nhất, kinh khủng thiệt. Bây giờ mà tức là càng về còn cứ càng về nhiều à. À, mỗi năm về càng về giá man luôn á. Vì nó điều kiện nó thuận lợi rồi ra hiểu không? Thuận lợi thuận tiện là người ta về nhiều. Nhà này chơi mấy cái gốc cây mai rồi này kia giả mang ha. À được, ra nhắc tới mai mới nhớ. Ở mấy địa phương khác không biết sao nha, mà đặc biệt mai ở mình Tây. Đến mùa Tết, mai miền Tây đẹp lắm. Mai miền Tây á hả? Ờ, đẹp thật. Thì luôn mấy cái nhà nào mà có những gốc mai lớn á, được ra tên là cái mai nó bông nó nở, hết cây luôn á. Dạ, yeah. Mấy gốc mai đẹp quá trời. Lắm. Thành phố thì không được, ở thành phố thậm chí là có nghệ nhân móc cái rồi tiền rồi mất cái thứ, nhưng mà nó không có đẹp, nó không có đẹp như miền Tây đâu. Đây trồng chiếc nhà ta. Ủa hết rồi hả? Ừ. Đã thôi bọn. Tới đây thôi hả? Trời vòng vòng. Không phải đi nhà của Jordan. Ok con. Mình ở chơi game, coi phim, đồ vậy. Ok. Yeah. Là ngày mai 10 giờ rưỡi tập đá banh với đội cho tới 12 giờ rưỡi đúng không? Ngày mai 10 giờ rưỡi tập đá banh. Ok. Đội cho tới. Thôi vô ăn sáng đi. Ba ngoài này ba live với mấy chú tí xíu. Thì em xin lỗi. Hello. Hello anh Thái Quang. Anh Thái Quang còn nghe em không? Còn. Em xin lỗi. Còn. Dạ.
Video này ông làm ngắn quá, em tưởng đâu còn nữa. Đó, đâu, đi vòng vòng rồi này kia nghiêu ngao luôn. Lỡ chứ bình luận ơi vậy nhiều ông que đó, Tú á, đổ vào tập máy rồi xúc xỉn người ta rồi. Thế là lời. Thì đấy, làm gì riết bà con về quá đi, mấy anh làm ăn gì cũng được rồi, mấy anh chống chiếc kiểu này thì không được rồi, mấy anh lên kêu gào mở hết cầu này tới cầu kia, rốt cuộc ra hết ngoài cầu tiêu hay sao không biết, để bà con về Nam quá trời quá đất. Vui à? Thì đó, em lúc trước em về thì cũng vậy đó, vui lắm. Về để coi, có năm em về tới Việt Nam 1:00 sáng, 1:00 sáng nha. Cái là em thì ông già em không biết cái món mà món ruột của em mà vừa về tới, lần nào cũng vậy, vừa về tới cái món ruột của em là gà hấp lá chanh. Gà hấp lá chanh đó, là ông chuẩn bị liền cho em con gà hấp lá chanh với bia Sài Gòn là để đây, ông vớt về bỏ tủ lạnh ướp lạnh sẵn hết rồi. Ủa, về quất con gà một cái nó tê tái nổi gai ốc hết trơn. Là bắt đầu em mình về tới đó rồi là một hai giờ sáng, là giống như là giờ đó là giờ giờ bên này ban ngày mà chưa quen giờ, là thức sáng đêm, thức cho tới sáng luôn. Thức một cái bắt đầu bạn bè rủ nhau hú hí rồi bắt đầu nhắn tin qua lại, là bắt đầu ra quán cà phê, sáng sớm chờ quán cà phê mở cửa cái là ra quất liền, 5-6 giờ là có mặt rồi. lần sau vượt ra có về bản gà hấp lá chanh đó. Dạ. Thì anh chị vượt ra thử làm cái này kiểu này nè, cũng là hấp lá chanh luôn nhưng mà không hấp bằng nước, Dạ. Cắt mấy cành lá chanh hoặc là xả cũng được. Nếu mà thích lá chanh thì cứ là lấy nhiều lá chanh vô, ló một lá chanh dưới đáy nồi nha. Dạ. Rồi mua cái bịch muối hột á. Muối hột hả? Ừ. Rải một lớp xuống để cho nó chống cái cháy cái đáy nồi, rồi bỏ con gà. Bỏ con gà vô rồi bỏ tiếp một mớ lá chanh với rắc muối lên. Rồi, cứ đại lên đấy. Không cho nước nha. Không cho nước luôn. Rồi bật lên bếp. Kỹ thì để khoảng chừng để lửa em khoảng 3 phút, không thôi khoảng chừng 15 phút. Lấy gà ra. Em coi cái nào nó ngon hơn. Bữa nào em về em kêu ba mẹ em thử cái món đó coi. Nó còn muối hột thôi. Vậy nó có bị mặn không? Không, nó mới đọc gì vậy, không có mặn. Tự nó mặn trường hợp đó, ví dụ mà cái cục muối nào dính vô cái miếng gà đâu, quất luôn cục muối thì nó mặn là đúng rồi. À. Đúng không? Còn cái gì? Hấp xong lấy gà ra thì ông phủi muối rớt xuống. Ăn cái kiểu đó thực ra biết sao không? Sao anh? Con gà nó không có bị ướt. À. Nó không có bị ướt. Nha. Yeah. Đó, mà thịt nó rất là thơm, ngọt thật hơn là cho luộc bằng nước hoặc là hấp bằng nước. Dạ. Và cứ vậy mang ra mà ông đừng có chặt gì đó, ông có dục gà lên mâm ông đi lấy té rồi. Đúng rồi, để nguyên vậy luôn, không chặt gì hết phải không? Ừ, cứ lấy tay ăn cái đầu xé đó. Banh cái háng nó ra, quên banh cái đùi nó ra. Dặn cái cánh, dặn cái cổ, dặn cái đầu, cứ xé tới đâu ăn chấm muối, tiêu chanh hay là cái xúc nước chấm gì đó, ăn tới đó. Thì ông ăn vậy đó, ăn vậy đâu có... Ông muốn con khỏe. Đâu có chặt chiếc gì đâu, cứ để vậy, chơi luôn. Ừ. Đó, bắt đầu làm lần sau về làm thử coi. Nếu mà thích vị lá chanh thì bỏ lá chanh, còn không thích vị lá chanh thì bỏ xả. Có lý ạ. Rồi để em bấm cái này anh coi.
cũng việc kêu về sân bay này nó kinh khủng không? Từng kêu là bài Tết này là bài cứng nhắc, thậm chí là không có đường để đáp nữa. đồng quá trời đồng luôn, ở kiểu này mà không làm, kiểu này mà không làm sân bay Long Thành mới lạ đó. chồng ông bắt quá ông giận rồi em luôn rồi À, chưa anh bắt em luôn hả? À, là anh coi quá, ông đang kiếm tóc để đợt này ta về tao bứt coi. thiệt gì muốn muốn anh bắt rảnh không lên thì hỏi em chứ chủ đề À, anh bắt rảnh lên chơi, anh Thư Quang muốn hỏi anh bắt gì kìa. này hay đó. Đông quá trời đông. Hello, xin chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2024. Ý âm lịch là 24 tháng chạp rồi, sắp tới nơi rồi. Và này như đang có cũng mới mặt nhất ra đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Đó, hôm nay đang định đi đến sân bay như thế nào để tiếp tục quay review chia sẻ cho quý cô bác anh chị và các bạn cùng xem luôn nha. Dạ. Hiện tại thì Nick đang ở gần cái cột số 12 nè. Từ hướng này nhìn lên phía trước thì Nick thấy là khá là đông người tập trung ở khu vực sảnh đón nè. Ôi mấy bữa nay thật sự là rất là đông. Bên ga của bên ga nội địa nhìn kẹt máy bay quá trời luôn, mấy trăm đúng chuyến bay không bay luôn á, như là bị thời tiết gì đó anh. Cái đó ngoài Đồ Bài, Đồ Bài nó bị thì đó sương mù. Đúng rồi, đúng rồi, bị sương mù thì khi mà nó bị như vậy thì ở trong này cũng đâu có bay được, đâu có bay ra được. Đúng rồi anh hả? Ừ, nó bị ảnh hưởng. Hình như cái vụ đó nó cũng có liên quan với cái không biết nha, nó có liên quan với cái vụ mà cái em bé trai nào mà bị nói là cha chết gì không bay rồi, rồi mấy thằng cu ở bên này nó đưa lên nó la sùm hết, không biết có liên quan tới cái đó không, không biết. Chứ còn nếu mà thật sự mà có liên quan tới thời tiết xấu như vậy á, thì trời ơi không ai mà bay. bốn Hả? cái chuyện cái chuyện ngoài cái muốn Ừ. vậy thôi chứ anh có thể xem xe qua lên nè, cái Nếu con mụ mà cái mẹ rồi cũng cũng lao là đa số là tôi trong là em nó vì thế này thế nọ mua kể cả mua vé đây business business khu vực này cái chuẩn bị gì đây ông bà mắc cười quá, bà mua vé thông thường hay là bà mua vé business vậy, bà cũng ngồi chung một cái máy bay chứ đâu phải đâu mà bà mua chính business xác. mà ngồi chung một cái máy bay đâu mà lao Nhiều người nói chuyện không có suy nghĩ, không có biết. không Nên nói lòi ra cái ngu. là gì à, bà ngồi ở cái khoang nào đó nó thoải mái hơn à, được ăn uống ví dụ như là cái đồ nó cao cấp hơn chút vậy thôi, giống như mình giống như xung quanh đi xe đò không vậy, người ta nhớ không ông Nói ra là ông coi thì là khu vực này ông thường là trung tâm lên xe tài xế thì nó cho ông ngồi ghế gần tài xế cũng thoải mái, thì còn cô ông bác dưới kia có thể ông nào mèo nào thì một chúng gọi là rồi cái đúng không, cái số là gì đến từ xưa đến giờ cũng rồi đi xe tải chen vô đó đâu có gì đâu mà cũng là các ngồi bạn cũng có quá trời quá trời đâu rồi thấy phát biểu kiểu mắc cười lắm không. thì bà nói là gì gì em nó mua máy bay mua vé hạng thương gia, ủa mà À, thương gia. thương nào thì thương mà đâu không cần biết. Mẹ, khi mà máy bay người ta có chuyện người ta không bay được thì mà bây giờ có là ông trời đi nữa thì cũng không bay chứ, làm sao mà không lẽ vì một mình mà lại cả một cái máy bay như vậy đâu có được. Mẹ nó Rồi kỳ. chứ kể ví dụ quốc tế như thế đi thì tình hình là mấy châu Âu rồi năm nay nó ăn rất lớn làm đâu đi càng À. đúng không đó, cho Đúng lại rồi đi anh. cái đường xá rồi nó tưới đường rồi nó phun đường rồi 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 nó dọn đường hoa, thay vì Việt Nam mình dọn đường hoa thì nó dọn đường rơm đúng không, nó dọn đường rơm rồi nó phun nó gieo trồng gì đó, là tức là nó làm rất là thực tế
đình công mà nó không bay nữa, nó không làm việc cho sân bay nữa thì lấy người đâu ra điều hành cho sân bay đó hoạt động. Đúng rồi. Năm nay to rất lớn thì không được. Thì tự nhiên sau cái vụ mà Liên Hợp Quốc công bố gì đó là công nhận cái ngày Tết Nguyên Đán gì đó, phải không? Không anh, Mỹ ở Mỹ thôi, không phải Liên Hợp Quốc. Em không biết nha, không biết Liên Hợp Quốc biết gì em có hay không em không biết. Nhưng mà hình như ở Mỹ nó cho ở bên những cái chỗ em cũng chưa có chắc là toàn nước Mỹ hay là chỉ là ở bên Cali thôi hay là những chỗ có người Việt đông thôi, để tìm hiểu thêm, cái đó em chưa có chắc. Thì nó công nhận là ngày Tết cũng là một ngày holiday, là ngày lễ nghỉ của người dân cái chỗ đó. Đó, chào Bắc Cầm, cũng là ngày lễ holiday của cái chỗ đó, cho nên mình không có chắc ăn là cả Liên Hiệp Quốc nữa, cái đó em không có chắc ăn. Nhưng mà đúng rồi đó anh. Nhưng mà cho đó là bên đây thôi, chứ còn cái quan trọng là mình thấy người ta đổ về Việt Nam kìa, đúng không? Ừ. Cái là dân chúng nó đổ về Việt Nam là quá trời đông luôn, không những người Việt Nam mà người Tây, người tùm lum tà la hết đó. Trời chúc em. Chết tới nơi rồi. Con cái già nào sinh năm 1962 ở dưới Cà Mau á. Dạ. Chọc bà đặt chọc ngoáy chống phá thì bé đi bà rồi. Cái gì chống ngoáy cái gì anh? Cái phỏng đại á, mới phản động á. À, vậy nữa hả? À, lên trên mạng của tật, lên trên mạng là tuyên truyền rồi kích động. Đây chỉ còn mấy con trò rồi. Ở đâu có trẻ đâu, còn phải là trẻ gì đâu. Mỗi thằng kia ngoài Hương Yên thì 1964, còn ông này ở trong Cà Mau thì 1962. Anh Khanh gì thế? Trời, anh làm công muốn